Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của BQD. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một tựa game Roblox mang tên là Con Ốc Đói. Con ốc đói à, gì? Nhầm, con heo đói chứ không phải con ốc đói. Đây đây, Hungry Pig. Ờ, anh định ý anh là bảo em là con heo gì? Không bao giờ luôn. Đúng rồi đấy, ốc ăn lắm như heo các bạn ạ. Đây, đây là miêu tả là cái tựa game này có gì đấy ốc? Ờ, có những cái con heo các bạn ạ. Nó không phải là con heo bình thường mà nó là con heo đặc biệt. Và hay lấy đồ ăn của những con heo và chạy đi. Sau đó thì gia đình của cái con heo đó thì đến nha các bạn. Trộm đồ ăn của con heo á? Thế thì ốc trộm thì anh trộm làm gì đồ ăn con heo? Anh làm gì tranh ăn với một con heo đâu ốc nhá. Lê Quy Thành mới là rủ ốc chơi trò này nhá. Lê Quy Thành á là hay đi tranh ăn cả của con heo. Rồi các bạn ơi, đừng quên bấm đăng ký kênh. Còn bây giờ chúng ta chơi xem nó có gì vui nha các bạn. Ok. Đây là cái mặt của Baby Thành đấy. Con heo mặt bình thường nhưng mà cắn phát chết quẹo luôn. Ôi dồi ôi ông ơi, anh đúng là cô đơn giữa trời đông giá rét không có áo mặc luôn. Ui con quái vật kìa. Đấy là mẹ heo hả? Đây là cái gì đó? Ôi nó những cái bạn mà lấy đồ ăn này kia đã bị nó đuổi đấy. Ôi dồi ôi con heo. Bê Quy Thành chả có đồ ăn nên chả ai thèm đuổi. Trên kia một gia đình heo đúng luôn nè các bạn nè. Ai đang nhảy nhanh nhanh nhảy múa đấy. Nhảy cùng đi nhỉ, sao mình không nhảy được? Không. Mấy cái người này không có đồ ăn. Để nhảy. Hello gia đình nhà heo nhá. Hip hop đều vào đây, đẹp trai không bao giờ sai. Nhảy tích cực thật, kia chắc là bố heo. Còn đây chắc là Mẹ heo. Ui nhìn răng kinh quá các bạn ạ. Nhưng con này giống con Peppa Pig quá nhỉ ông nhỉ. Ừ đúng rồi. Nhưng mà nó là phiên bản quái vật các bạn ạ. Ui con này cặp tường à. Con này nó là bạn heo em bé gái đấy. Ui nó vừa cần chị đấy. Thế anh còn lấy. Nó đang ăn kìa. Tranh đồ ăn của heo nào. Tuyệt quá, thế mới là hảo hán chứ. Anh có dám lấy của nó không? Nếu mà nó đuổi thì vứt bỏ. Đồ ăn của nó có gì đây? Có khoai tây, có thịt. Có cả giống như là lạp xưởng ấy các bạn ơi. Giống như là một cái set đồ để mình ăn và khi đến mình uống rượu vang. Ôi đuổi anh ơi. Kêu. Chạy đi. Kêu với. Heo đuổi thì đã đi thôi à. Mà chạy thẳng làm gì, chạy phải lắt léo nó mới không đuổi được. Nhảy xuống ao này, bơi thuyền này. Cái này là đóng băng rồi. Cứu ba heo. Còn lâu mới bắt được anh. Ui giời ơi, bạn chạy chậm quá. Lêu chả nó đồ ăn đi. Đây là con heo đang đuổi ha. Chết đi. Ôi chết gãy chân luôn. Nát xương nát thịt được các bạn ạ. Trộm đồ ăn của heo và cái kết bị chết. Mình được 48 điểm này các bạn. Ui tập yoga. Không, nó đang đau đầu, nó đang kiểu là phiền muộn vì bị mất đồ ăn. À, buồn phiền vì quá nhiều tiền. Tiếng gà gáy trời sáng rồi. Ui, nó đuổi ai rồi. Cái gì đấy? Leave my food alone. Hãy để cái đồ ăn của tôi ở một mình. Tức là đừng lấy đồ ăn đi mà cứ để nguyên đấy. À, ok. Nghĩa là bảo mình đừng có trộm đồ ăn. Không được bạn sẽ phải chết đấy. Vào được ngôi nhà này không nhỉ? Vào được cửa đây này. Cửa này. Cái gì đấy? Sao mấy người này, bạn kia đang nhảy Gangnam Style à? Kệ bạn đấy đi. Ui giời, thôi không có ai trong nhà đi. Có két sắt đây các bạn nè. Đấy giống như cái tủ điện thì đúng hơn. Anh thấy giống két sắt, chứng tỏ nhà heo Peppa rất nhiều tiền để mua đồ ăn luôn ấy. Đi trộm đấy. Mẹ heo, các bạn hay trộm đồ ăn của mẹ heo đấy. Mẹ heo giống như ốc ăn lắm quá nên bị béo, mọi người trộm đồ ăn là đúng rồi. Không phải lúc nào cũng có đồ ăn để mình trộm đâu, vì có những bạn trộm trước rồi. Đúng rồi. Mình sẽ dình các bạn ấy bị chết xong mình lấy lại đồ ăn. Ui đây. Đây là bố. Anh tưởng là chặn được mẹ heo nhưng không, các bạn là mẹ heo khỏe quá đủ anh bay ra luôn. Đây bạn ấy bị chết rồi đấy. Đấy, mình lấy đồ ăn luôn, lấy luôn của nó luôn. Chưa lấy được. Ôi nó ngồi lên đồ ăn đi kia xong nó lại ăn à. Eo khiếp quá. Eo ấy khiếp thật đấy. Mình lấy đồ ăn của mẹ heo rồi. Thử trốn ra xa xem. Trốn ra xa xem mẹ heo có phát hiện ra mình không. Có khu công viên vào đây thì mẹ heo không phát hiện được đâu. Trốn. Trốn lên vòng quay mặt trời luôn. Để đây chơi em nào. Để trốn ở đây chắc không biết đâu.
anh trốn hẳn, núp hẳn vào trong cái cột. Nó biết đây, ôi dồi ôi. Nó đến nhanh luôn á. Anh đập một phát vào đầu chứ. Nằm vật ra đôi các bạn ạ. Nó lại ăn luôn kìa. Ui mẹ heo chạy nhanh thật đấy các bạn ạ. Hay mình chuyển đối tượng sang bố heo đi. Ờ bố heo đâu đâu, thì bố heo đi ốc. Bố heo với bà heo ấy kìa. Lợn bà ơi, cháu yêu bà lắm, mặt bà sâu. Ơ lợn bà là con lợn vừa nãy à? Thế không phải là mẹ heo rồi. Ờ thế là bà heo rồi. Các bạn ơi, ui cái đồng xe ơi, lái xe đi mình, thế là mới bay luôn lái xe đi, chết cả luôn bây giờ. Đồng cả vào ấy. Lái đi, ôi giời ơi, tự nhiên đang chạy ra để bế mình lên xe này. Ra. Ôi giời ơi, nó cũng ngồi đây luôn. Ôi giời ơi. Thế mình Thành ơi, anh không còn một cái miếng nào nó nguyên vẹn kìa. Trời ơi, các bạn ơi, mình ngồi lên xe rồi mà bà heo cũng nhảy lên xe ngồi bóp cổ mình luôn. Lúc đấy mình không cố tình lên xe đâu. Lợn anh trai à, lấy luôn một lợn anh trai. Các bạn kia lấy ôi trước rồi. Ôi giời, anh trai nhanh gì. Anh trai. Ui dạ, ui. Cáo bạn ấy, cáo. Này, chây à, thằng kia dám lấy đồ ăn của mình, quả này nó chết chắc với mình luôn. Trời ơi. Xem đuổi bạn nào. Ê ui, ăn kìa, đang ăn kìa, đang rồi, ăn kìa. Rồi xong này thì cưỡi xe chạy này. Mình đến mình cuỗm luôn. Không. Ơ mình cưỡi xe trượt tuyết à. Ê mình cuỗm của người kia đi. Ờ trời ơi, cái xe này xuống kiểu gì đấy các bạn ơi. Cho mình xuống với. À mình thử tông em à, thử tông. Không tông được, chạy xuyên luôn. Đâu tông không được các bạn ạ, tông vào tường. Nhìn này các bạn này, cái xe này buồn cười lắm nhá. Rõ ràng là mình lái xe trượt tuyết mà mình vẫn như kiểu đi bộ này. Xe ôi bạn ấy nhảy ra được kìa, anh chả biết nhảy. À, nhảy ra là được các bạn ạ. Ok hiểu rồi. Lợn ông nội kìa. Ông nội, ông nội không phải ông nội các bạn. Đâu rồi? Lợn mà ông nội với lợn mẹ ở đây. Có người tuyết này. Trốn đây ăn vụng à. Ông ăn đấy đi. Lấy rồi, chạy rồi là đâu. Lấy xe trượt tuyết trượt cho nó nhanh. Rồi lên xe đi thôi. Ôi bạn kia đi cùng mình luôn. Bum bum bum. Ê ông bê cũng ôi bạn kia chết rồi, bạn chết rồi. Bạn ấy rụng xuống rồi, còn mỗi mình thôi. À cái gì đấy. Thế là mình cắm đầu xuống đất đấy nhỉ ông nhỉ. Dạ ông ấy còn ngồi luôn lên chỗ anh chết toi kìa. Cay thế nhỉ, ông ấy ngồi lên cái xác của mình luôn. Ui dồi, cả hai ông cháu bị mất đồ ăn. Cay thế nhỉ, bọn danh con dám lấy đồ ăn của ông cháu mình, bắt trên chúng nó đi, giết chết chúng nó. Đấy đúng rồi. Ông ơi, cháu đi tắm nó trước ấy. Đấy, ông mẹ, mẹ heo đâu. Đây, ui cái gì ấy. Đấy, anh trai heo đấy. Ơ em thấy người tuyết kia múa kìa. Ờ mọi người còn ui từ từ, hình như vào đây mua được đồ đúng không? Mua gì á? Súng. Mình có đang có bao nhiêu tiền? Mình có 88 đô thôi, mình nghèo. Mình nghèo lắm Thành ơi. Ôi giời, chả có cái gì cả các bạn ạ. 88 đô chưa mua được gì, người ta phải mấy trăm đô mới mua được cơ. Ok ok. Các bạn kia chạy xa thật đấy, người ta chạy thế cơ mà. Ôi bạn kia leo lên cả trên đây này. Bạn thế ấy mua được đồ sao ấy, bạn ấy chạy như điên. Ui dồi, cả làng nhà heo đuổi luôn này. Ui cưỡi cổ nhau luôn các bạn. Trời tối, trời tối. Ôi. Ông tại sao? Ui làm heo quá các bạn ơi. Trời ơi. Ô thế không đi đuổi lấy đồ ăn nữa à? Đây cả lò nhà heo ở đây rồi. Không biết nữa nhưng mọi người sao. Cả lò nhà heo ở đây luôn rồi. Ồ thế đồ ăn của nó ở đâu ta? Cái bạn này còn đang gõ búa kìa. Rồi sao có bạn kia cười ha 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 luôn. Không hiểu luôn. Đây sao lại nhảy hết lên đây nhỉ? Nhảy đi. Nhảy cùng luôn. Nhảy cùng gia đình nhà heo, cả lò nhà heo. Ôi. Kìa, nó ăn đấm chết bạn kia rồi kìa. Lấy đồ ăn, không ai lấy được à? Ui, lắm đồ ăn quá các bạn ơi. Lấy đi. Ui nó ngồi chồng lên nhau này, nhìn này. Đúng không? Sao lại có thể làm được như thế này? Lấy đồ ăn. Lấy đi. Rồi, chạy đi. Lấy đồ ăn rồi, chạy. Chạy trốn ở cái nhà trên cây đó. Đâu nhỉ? Cái nhà đấy ở đâu nhỉ? Bên kia kìa. Trời sáng lại có đứa chết luôn, thế mình ghê. Cướp đồ ăn. Cướp luôn đi. Không cho nó ăn nữa, nó phải giảm cân. Ấy lấy được rồi kìa, mình lấy được. Đi. Đấy, trèo lên ngôi nhà này xem có bị tấn công nha các bạn. Trốn.
Đóng cửa vào đi. Lêu 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 lêu. Nó chưa phát hiện ra. Ê, nó đến rồi. Leo không phát hiện ra được. À đâu, phát hiện được nhưng không leo lên được. Nó đúng là heo, nó ngốc nghếch thật các bạn ơi. Leo, cái đồ chết thiềm. Không lấy được lại đồ ăn chưa, cay chưa. Nó cay lắm ấy các bạn ạ. Sao nhảy xuống chi? Anh nhớ, ấn nhầm. 2000 years later. Ui các bạn ơi, bây giờ tụi mình rất là giàu tiền, có tới 536 tiền các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ vào shop thử mua một cái đồ gì đấy để xem tiêu diệt được con heo không. Súng 500 tiền ấy. Mua luôn khẩu súng 500 tiền. Ờ, mua đi. Mua rồi. Mua chưa? Rồi. Úi ôi. Có súng chưa? Đây các bạn ơi, có súng luôn này. Ui. Ấy da. Ghê thế nhỉ. Cầm súng bắn được rồi các bạn này. Để thử bắn. Bắn thử một đứa người chơi xem nào. Ờ. Ê bạn này, bạn múa gì đấy? Đi xem thích múa không? À. Sao không sợ hết đạn, Nó đang đạp, đạp. Ờ, thế thì bắn kiểu gì? Đang nạp đạn nha. Rồi bây giờ tìm con heo bắn thử coi nào các bạn. Rồi, lợn mẹ giữa hồ. Ê, bắn cái con lợn mẹ đang ngồi ăn một mình này các bạn này. Đúng ăn tham rồi đấy, bắn. Ờ, không có tác dụng à? Ờ, ủa là sao? Súng trang trí à? Ờ, súng bắn không được các bạn ấy. Đây, đây, dí ăn ngựa, bắn, bằng, ừa. Ôi, nó chùi vào lòng đất các bạn ơi. Ờ đây còn lợn cha. Thử cướp đồ ăn của lợn cha xong rồi ấy mà. Đây trèo hẳn lên người lợn cha này. Yeah, kìa. Lấy chưa? Rồi lấy rồi. Cái gì mà tự nhiên lại bắn phí đạn thế? À, bắn chết lợn cha đấy. Chết đâu? Chui xuống lòng đất còn gì nữa? Ấn đi để tiếp tục nạp đạn. Đây, đây, cảnh sát đây. Nó đang đau đầu thôi chứ nó không giơ tay đâu. Một đại bạn một. Ôi, không ăn thua. Súng để của các bạn ạ. Đây mình thử cướp đồ ăn của con này này. Cướp đồ ăn. Đồ ăn kia đằng sau mông đấy. Đúng ở giữa luôn à. Mình cười các bạn rồi, cướp đồ ăn con này. Bắn nó. Ơ, thế này bạn biết bắn kiểu gì cho chúng nhỉ ông nhỉ? Đến tận nơi súng lục phải bắn tầm gần mà. Đến nơi dí vào người nó bang. Được chưa? Đấy, đến gần đi. Ơ kìa, bắn lên mây. Bắn lên mây chả lo, bỏ cuộc đi. Làm sao mà biết bắn được, bắn kiểu gì cho chuẩn. Rồi mất cả súng luôn à. Thì ở đâu, vẫn có súng à? Ờ. Từ, anh vẫn chưa hiểu cách bắn của cái súng này lắm. À, lợn cha ngồi ăn một mình. Đây đây. Ui giời, cầm súng bắn không được các bạn ạ. Thôi, cái game này game đểu rồi. Đúng rồi, không biết có, bắn kiểu gì. Có súng cứ đoàn, không biết mình bắn ở đâu luôn. Nên mình chích que luôn. Thôi bye bye các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn video sau.